Thưa quý vị, trong không khí Tết đến xuân về rộn ràng, những tình cảm ấm áp nghĩa tình vẫn luôn đủ đầy bởi các hoạt động chăm lo Tết của các ngành các cấp. Trong đó, những phiên chợ Tết không đồng được Hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức ở các địa phương đã góp phần mang lại niềm vui lớn cho những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, tất cả vì một cái Tết ấm áp đầy tình người, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến với những phiên chợ không đồng vào những ngày giáp Tết, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động không về quê đón Tết, nạn nhân chất độc da cam không phải cầm tiền để đi chợ, thay vào đó là những phiếu tặng quà với giá không đồng. Với tấm phiếu trên tay, người dân có thể mua từ quần áo đến các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, bánh, kẹo, rau củ quả để chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn. Giờ nói chung là cuộc sống khó khăn, đi bán từng tờ vé số. Cũng cảm ơn nhà tài trợ và ủy ban phường chẳng dài đã đi chợ không đồng cho tôi được lãnh món quà là rất có giá trị, được cả tuần Tết luôn. Chợ không đồng lần thứ 11 này thì để mong cho bà con, những người yếu thế trong xã hội đến đây, thứ nhất là nhận món quà, thứ hai chính cái tay của họ, họ cầm những cái món hàng giống như là chia sẻ, động viên cái tình cảm sau một năm họ quá nhiều cái trăn trở khó khăn. Ngoài ra, những cái mạnh thường quân nhà hảo tâm, họ cũng là người đứng trực tiếp để trao quà cho bà con. Tôi thấy họ cũng đồng hành với ban tổ chức, với chúng tôi, họ cũng vui. Thực hiện chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa đã thực hiện rất nhiều hình thức phong phú để giúp bà con nghèo khó khăn, người bệnh nan y, trẻ em mồ côi đón Tết vui ý nghĩa, như chợ Tết không đồng, thăm tặng hơn 7.000 phần quà Tết với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Vận động các cái đơn vị là có cái đồng hành cùng Hội đỏ thành phố trong những năm qua, đặc biệt là các cái cơ sở tôn giáo đã gắn kết với Hội đỏ để mà Tết Nhân Ái Giáp Thìn 2024 theo cái chỉ tiêu của tỉnh giao là Hội đỏ Biên Hòa phải vận động là 7.000 cái suất để mà trợ cấp, là hỗ trợ cho các cái đối tượng là khó khăn được thụ hưởng, đặc biệt là đối với là cái công nhân là không có điều kiện về quê ăn Tết, có khó khăn ở các cái nhà trọ. Trong không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, mỗi món quà Tết được trao đi là cả tấm lòng của những người thực hiện. Dù đó chỉ là những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn về sự sẻ chia và hy vọng cho một năm mới bình an và hạnh phúc.